Người làm kiểu gì? Ngồi đàng hoàng được cái gì? Ông khỏi, tôi nói chuyện với ông nữa, ông làm gì ông làm đi. Nghe tôi với ông kiểu mà hai người hai cũng đi khác nhau đi. Giờ ngồi đàng hoàng đi rồi chạy nè. Mà cũng làm gì làm đi. Bực bội vậy. Ông đừng có nói chuyện nhiều nghe, tôi nói thiệt gọi đó, tôi không thích ông rồi đó. Ông chồng chứ không phải là một cha, tôi muốn nói gì cũng nói nha. Ai nói gì đâu, ai dám nói gì đâu. Thôi đừng có nói nữa. Ngồi xe mà cũng ngồi không đàng hoàng nữa, không biết làm gì ăn nữa, thiệt sự luôn. Thì ngày xưa cái gì đừng có lấy. Lấy nhau chi đó giờ nói vậy. Tôi biết ngày xưa tôi không có lấy làm cái gì đâu. Ừ, phải rồi. Ngày xưa đuôi buồn mắt lắm. Đúng rồi. Bây giờ ông mê con Hương mà. Nó ông mê con Hương quá trời mê, ngày nào không qua ai quán nữa. Đừng có hở cái là con Hương ở đây nha. Phải rồi, con Hương là cha là mẹ mà muốn qua hả? Phục vụ cung phụng nó đi, tôi đâu phải là vợ ông đâu. Đầu ấp tay gối với ông dịu chữ như con nha. Cái con Hương nói này nói kia là cái ông phái lắm. Tôi biết mà. Con người của ông sống không có biết điều. Bây giờ muốn ăn tráng cơm thèm phở, muốn ra đường muốn là gọi là quen con này con kia. Con Hương đó, ngày xưa bây giờ đổi tính đổi nết, càng già càng đổi tính đổi nết ra. Không biết làm cái giống ôn gì hết trơn thì ông đừng có nói nữa, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Không có nói chuyện thì im đi, nãy là nói hoài. Thì phải rồi, tôi im cho vừa lòng ông. Đó. Nghe chướng tai quá à. Ừ, ông đừng có nói chướng tai gai mắt với tôi đi đây. Nghe không biết cái lỗ tai luôn vậy đó. Thì phải rồi, thì im cái miệng rồi đi. Rồi mình ngậm cái mồm mới được. Tôi không nói chuyện với ông, tôi nghĩ nói chuyện với ông rồi đó. Tôi không thích ông rồi đó. Không thích thì đừng có nói, sao mà nói hoài vậy trời. Ông làm gì đó, ông làm đi. Thì ngồi im đi, đừng có nói là được à. Quá trời mệt mỏi rồi nói hoài. Từ nay về sau á, đường ông đi, đường tôi đi. Ông mà kiểu mà giải một cái thì tới số tới ông chuyện với tôi liền. Muốn đi đâu thì đi, tôi khuất mắt tôi đi. Khỏi đuổi. Ông chồng mà ông đuổi tôi vậy đó, tôi qua con ở nè. Muốn đi đâu đi, mệt quá trời mệt rồi. Im lặng vậy có được không? Nói nhiều. Tôi nói tôi im rồi, nghe đừng có nói nhiều nữa nha. Tôi mệt với ông lắm rồi đó. Thì im đi. Rồi né tôi ra nha. Im đừng lên tiếng đi. Ngồi xa ra. Ngồi có đụng nhau à. Ngồi xa ra đi. Con người không biết điều. Bà mới là người không biết điều. Không có điều. Dừng xe ngay. Không có điều mình im cái hộp. Dừng xe ngay. Dừng xe lại. Làm gì? Tôi làm gì hả? Ông nói gì hả? Ông nói không biết điều. Tôi nói bà là người không biết điều đó. Ông nói không biết điều hả? Bà đó, tôi nói bà biết đó. Điều. Hả? Con là bà biết điều chưa? Hay là con Hương nó biết điều với ông? Ê bà bớt hỏi con Hương đây nha. Thế sao? Hay là mê con Hương? Tôi chưa có nói thẳng mặt bà nữa. Suốt ngày hỏi cái chánh nó được cái gì hơn tôi hả? Hay là bà mê nó? Mê gì nó đó, tôi con của cháu mê cái gì? Mê mê cái gì, tôi cạo râu ông bây giờ là mê gì? Mệt, tôi không có nói chuyện với bà nữa. Thôi chị nói đang gì sao? Người nha. Bỏ việc bỏ. Bà mặt lại thấy khó ưa. Khó ưa bắt đi chung nữa. Người là khó ưa sao? Hả? Khó ưa sao nó lấy làm gì? Ngày xưa tôi đuôi mù mắt tôi mới lấy bà đó. Đuôi mù. Không lên xe đi hả? Không. Không mà đi bộ đi. Không đi bộ. Sao nó không lên? Sao nãy nói đi bộ mà. Đâu không lỡ bộ đi. Ê xe là xe của mình ơi, anh ông cái gì? Hả? Xe của mình ơi, anh ông cái gì? Thì xe của hai người đó, hai người mua đó. Mà sao nãy nói đi bộ thì đi bộ đi. Thích tôi đi xe được không? Quá trời mắt thích. Mệt quá, nó nhiều quá, im lặng đi. Ngậm cái mồm để đi. Ngậm mồm là ngậm sao? Nhức cái đầu quá. Chiếc đầu là chiếc đầu sao? Đang bội nghe, im lặng nha. Không có im đó, nói chuyện nữa được không? Bớt, bà bớt nhây giùm tôi, cứ đi nhây hoài mà. Ai nhây? Bà mới là người nhây á. Im lặng gì được không? Vợ con mệt mỏi. Quay. Làm tôi mệt mỏi với ông dám nha. Làm trời sao vậy? Mà tối ngày nhai hoài vậy? Bà mới là người nhai á. Im lặng đi. Ai nói gì mà nhai hoài thì cái đầu nó cuối chạy. Ông mày tính kỹ với chạy. Nói vậy im lặng đi, mệt quá trời mệt này. Làm vợ chứ phải là má đây nha. Muốn làm gì làm, không muốn nói gì nói nha. Né tôi ra nha. Ủa? Không biết gì, im lặng đi. Chị tôi mấy quá sao qua sao không nói. Ấy, quên chị ngồi đi. Cho bà. Lâu buồn. Để kêu bà. Bà. Dạ. Con đi đâu nãy giờ con cho lấy nước cho má uống nè. Ờ, với con này là sớm cái điện thoại. Điện thoại là kêu nói bà. Bà mới lên.
ra ngoài vườn á. Con Trí con đi ra vườn. Rồi nó ra ngoài vườn. Tưới tưới đồ. Nó tưới đồ. Bà bé tôi. Bà bé chị. Qua qua làm gì tôi nha, tôi nghe ai mà. Ôi, cái nắng đâu nghe nó bực rồi, gặp chi cái mặt ông cái một người khó ưa là tôi chịu không nổi. Ai có ai ghẹo đi dọc đường ai ghẹo hả? Không ai ghẹo mà cứ chứng khí vậy ông Bình gì vậy mà ghét. Tôi nói với anh Xuôi nghe nè, đi dọc đường gặp các bạn nó nhiều dễ sợ, nó mà điếc cái lỗ tai điên cái đầu miệng luôn á. Rồi nổi là nãy giờ nó hả? Thì phải rồi, phải rồi, phải rồi. Thì nói nhiều, nhờ nói nhiều đó, cái giờ nó hai ba đứa con mình ăn khác ra tao một bội nha. Gì nói nhờ nói nhiều vậy đó mới giờ có con đó mà giờ nói chuyện. Dạ. Ba má hai người rồi kia có ly nước. Uống một ly đi cho tình cảm đang giận kìa. Tình cảm. Đây đang rồi nha. Không ai. Trời ơi, nó hay gì nó nhìn nó biết ba mẹ nó đang giận cái gì. Trời ơi, trời ơi, con nhỏ lớn hai mấy năm trời nó biết. Trời ơi, thì ra là ai sao? Mẹ, sao vậy? Mày kia im nha. Nó đang không thích rồi đó, tao đang bực bội đó. Thôi, uống đi. Để nước mà bà thấy ghét rồi, không uống đâu. Để uống miếng đi trời ơi, hai vợ chồng ơi. Thôi bà vô kiếm gì tôi với tôi gai gai chút. Ừ, có ưa. Ừ, phải rồi. Vợ chồng chung sống với nhau mấy chục năm trời rồi bây giờ chát rồi muốn có ưa. Rồi cái ai muốn tìm người mới, tìm muốn hương. Rồi cái muốn ở với hương. Xong rồi rồi xanh, rồi cuốn đồ ở nhà nó ở luôn, nó chuyện nha. Bớt đi nha, hỏi rồi cái là hương nè. Hương gì đây nha. Nhưng mà là tôi nào? Hả? Nào đâu nào? Dạ. Ghen tuông bậy bạ. Ghen tuông bậy bạ. Thì có mẹ đó, tối ngày mình cứ chịu hoài đó. Thấy bực bội không? Thôi ba. Chị ơi. Quay ăn ra cũng nhìn nhịn đó. Tiếng. Nhịn gì mà nhịn? Nó bực bội người à. Nhịn gì? Thì phải rồi qua con Hương nó ở chứ hết bực bội. Đây đi em nha. Để tôi im mà nha. Con Hương hồi là bộ về không? Con Hương là... Con Hương là mẹ mà. Tôi đã, tối ngày mai. Mới có mày kêu Hương đó là mẹ mày. Thôi. Thôi ông đi vô ông đứng con bạn thôi đi. Tôi mà gì? Hương là bạn tự biện minh ghê luôn nè. Trời ơi, biện minh. Biện minh sáng sớm là thách ít ra nhà con Hương phải ngồi ngoài. Từ sáng tới chiều. Cà phê nha. Cà phê, phải rồi cà phê rồi xong rồi cà phê luôn. Trời ba cũng vậy, mẹ ông thích thì thôi đừng uống, đi uống cà phê nhìn con cái nữa. Thế là biểu tắm là sáng ra ngày là phải đi uống cà phê vậy đó. Ở nhà đi, bỏ pha cà phê cho uống. Mới là tay ra quán mà của bà Hương cái đó. Phải rồi, cái lần tôi nói có gì không? Có gì, tao bán cà phê cho mình uống thôi, bình thường. Phải rồi, đâu có gì đâu chị. Gì? Nghe lại có gì là cuốn gói theo luôn rồi. À, mấy con Hương lắm trời. À, sợ cái nào, cái nào. Sợ con Hương á là không có người mua. À, sợ Hương á là không có tiền xài. Cho nên ngày nào con sách lít 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 ra ngoài trơn, nằm ngoài chảnh chệ ngoài xong rồi nói chuyện, trời ơi, một sớt luôn. Trời ơi, anh uống gì? Anh uống cà phê. Mẹ ghen vậy mới mốt đi, uống dắt. Ai đang ghen? Tao thành ghen, trời ơi, tao bỏ tắm chứ. Có ghen không? Có ghen không? Mất gì ghen? Người ta ghen, người ta ghen. Ơi. Tại vì cái tánh tình của ai vậy đó, đừng quan tâm tới bản thân mình. Ê, vậy chứ thật. Tao nói ngọt ngào chứ, phải rồi, mới bán được chứ. Chứ phải là ông ấy nào quen Hương hả? Cô là con nào? Ông chốt dạng quá Hương không vậy? Đây là còn cái nết, chữ giống mày không? Cái giọng của tôi nó tới tuổi rồi chị. Cái giọng tới tuổi rồi đó. Dạ. Con Hương. Hay ghen tuôn cái nết không biết giống ai. Ai ghen? Ai sẽ ghen với ông Hương? Tôi đã gọi ra, ông cuốn cái gói em Hương đi. Ông cuốn gói em nó, ông mở nó đi. Đâu có là vợ ông đâu. Nha, mà đặt xin số điện thoại đồ. Về nhà gọi điểm tới 11, 12 giờ đêm. Lỗi phải gì? Ba không có lỗi đâu, mình xin lỗi bà mới là người xin lỗi bà. Nghe tôi tào lao, nói chuyện bậy bạ. Coi vậy coi là dám tôi điên không? 11, 12 giờ đêm. Điện thoại rồi nói chuyện ngọt sớt với Hương Hương nè. Số điện thoại của ông, tôi là vợ của ông nè. Ở đây nào mà ông lên cái 11, 12 giờ đêm mà ông đụng chạm với tôi không? Ở với chị mà chứ ở với Hương đâu mà lo. Thì nó điện thoại nhỏ nào khác 11, 12 đêm đi chịu không? Trời ơi, quen chứ quen rồi. Quen, tôi không có quen được. Để tính là kỳ cục đó mà đừng quan tâm tới bà. Nhưng mà bà cũng kỳ lắm, 11, 2 giờ gọi, bà gọi nghe máy làm gì nữa, ta có vợ con rồi. Thì bà gọi bà hỏi sáng uống cà phê không để bà chịu. Cái gì vậy? Bà hỏi nó vô duyên nữa. Cái gì vậy? Chồng con của ta vậy đó, điện làm gì hỏi uống cà phê không? Con là con. Ai đồ gì? Khách thì ta tới thì bán không bán thôi đi chứ tự nhiên gọi chứ chồng con ta làm gì? Con không đồng ý gì luôn đó. Ba đừng gọi cho bà nữa, xóa số bà giùm con cái này. Ba là khách mối của bà. Mối gì là gia đình mình dĩ hoài duy quý khúc này được không? Là lâu lâu qua đi chơi. Lâu lâu lên chơi mẹ. Xin lỗi mẹ tiếng đi thần. Thôi thôi. Ông làm vậy làm đi. Từ đây. Tôi làm cái gì biết mà đi đầu quên đi vui. Rồi đi vô. Ông nói chuyện với ông. Đi vô. Nói chuyện luôn đi. Rồi. Ông đi ông xuống luôn đây. Mẹ im hồn đi. Đi vô đi. Bước bỏ cho người vậy. Không phải cái đây mà bác còn cãi lên cái xuống gì đó. Coi được không?
Nhìn gì vậy? Dạ bà coi như là xuống đi. Em là bà Hương cái bà đẹp thôi. Mệt lắm. Chuyện đó mà ngổ hoài nữa trời, bỏ đi. Coi làm gì cho tôi tay ai nè. Thôi mà đừng có dạo. Tao nói rồi chuyện này là cái gì tao đi dị giống luôn. Hai vợ chồng không có hợp nhau. Gì cái gì cũng biết. Trời ơi theo con Hương đi. Tao nói 11, 12 giờ đêm. 11, 12 giờ đêm nghe điện thoại cho con Hương. Tao nói mày sáng với chị sáng đêm luôn. Cười ngọt xớt cười ha. Cười hết tao nói mày cười hả gì mà có ông già mất nết không. Bây giờ đó có con cái hai ba đứa rồi mà suốt ngày mê con Hương. Mẹ nói với ông gia là mẹ không thích vậy đi cho ông sửa tự nhiên thôi. Tao nói rồi đó mà ha. Tao nói hôm trước tao đặt cái điện thoại bỏ luôn rồi. Đó vậy á mà bà còn mua cái điện thoại khác cũng xin số lại Hương nữa. Ôi làm gì mà làm. Ôi mẹ bỏ cái sim rồi. Mẹ đó hả? Con mẹ mày làm gì nó thì bị thôi vậy vụ gì vậy? Em dặn đó. Dặn hả? Cha. Mẹ mà làm tên Hương nữa. Dạ. Tính tình lăng nhăng hồi nào giờ không bao giờ bỏ được. Từ lúc trẻ rồi mới lấy lúc tao ban đầu là đã bỏ theo nhỏ kia rồi. Tới vậy không tao không sửa được. Tao nói chuyện này tao bỏ đi luôn. Tao không để cho ông sống đi, ông sống cô đơn cái già cũng được. À thôi mà có gì vậy lại thế nào ơi. Tôi nói bảo là không nghe gì chứ á. Thôi khỏi ông hiếu luôn đi ông đang nghỉ nó. Có kìa anh thằng ơi, làm cái đó mình kỳ con vậy. Có gì vợ chồng thế hồi nói chuyện lại mà làm giống nít quá trời. Có kìa đó. Ủa, coi sắn cho cái đầu với cái tường đi bà nội nhỏ ơi. Nghe lăn đi, cái một hồi mệt chứ chưa chở đi bệnh viện nó không chở đâu nha. Nghe nè. Thôi. Ôi trời ơi trời. Cái gì mày á. Thôi đi kiếm Hương rồi nghỉ nó. Đi kiếm Hương đi. Đi rồi biết rồi tôi xin lỗi. Tôi thấy ông ba nghĩ xài điện thoại luôn rồi được rồi đó. Mà mốt tôi chặn số đặt tên bà. Mốt nghĩ vô là về được chưa. Ở nhà thì mẹ pha cà phê chú không được cái gì. Mày dặn hoài. Có chuyện nó không mà dặn hoài dặn không gà tụi ba. Trời ơi. Không. Bây giờ dặn đúng không. Dặn tôi cuốn về cuốn gói theo Hương luôn bây giờ đây nè. Vậy á. Đi kìa. Được bỏ người. Còn dặn phải không. Tôi đi thiệt. Đừng có nói xào xui. Ông vợ ơi. Ông đi đâu. Ông phải làm với tôi đâu. Ông đi đâu. Dạ dạ. Dạ. Đi Hương làm gì. Thì bà dặn hoài theo Hương bây giờ nè. Không. Trời ơi có nhau con thiệt tình chứ. Con nào hả? Xui kìa. Đứa là con nào? Xui vô. Ông có bỏ tôi ra nó không? Cái gì vậy? Xui. Người ta xui gì vui gì hả? À, mẹ con giỡn gì đó. Vui, gia đình con vui vẻ. Gia đình con vui vẻ. Gia đình con vui vẻ. Dạ. Mẹ hứa. Mẹ con giỡn không? Tôi sẽ xui phụ chi xui là mồi đó. Dạ chui ra. Dạ hết giỡn hả? Thằng ơi, cái ba đứa nhìn thấy không? Ba cũng vậy đó. Thôi, cái đứa con đi nha. Tao còn chơi lắm. Mỗi lần anh nghĩ là mỗi lần cực.